Clip này không dành cho các em 16 tuổi, cũng không dành cho những người đạo đức giả, chỉ những người hay nhạy cảm coi. Bởi vì clip này nó nói về vấn đề nghề làm gài. Cái nghề này là một cái nghề tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử. Từ khi con người xuất hiện, vậy dám cá là nó chỉ biến mất khi nào con người biến mất thôi. Bởi vì cái nghề này nó là một loại dịch vụ phục vụ cho một nhu cầu thuộc về mạng bản năng của con người. Đó là nhu cầu tình dục. Mà cái nhu cầu đó của con người nó là bản năng rồi thì nó không bao giờ mất đi. Bạn có thể ghiền cà phê, nhưng 3 năm bạn không uống cà phê, bạn cũng sẽ không chết. Nhưng mà cái nhu cầu tình dục mà 3 năm mà bạn mà không thì bạn sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng. Là bạn nổi điên, bạn chết, hoặc là tay của bạn á sẽ rất là mỏi trong vòng 3 năm đó. Someone help me, help my hand. Nhu cầu đó nó chỉ biến mất khi nào mà con người biến mất thôi. Mà cái nghề này nó tồn tại lâu lắm rồi, bởi vì một lý do đơn giản thôi. Nhu cầu tình dục thằng con trai nào cũng có hết. Nhưng mà không phải thằng con trai nào cũng có thể giải quyết nhu cầu đó theo một cách tự nhiên là cưới vợ về. Bởi vì đơn giản có nhiều đứa quá, nhiều đứa hôi quá, nhiều đứa dơ quá, nhiều đứa nghèo quá, nhiều đứa lại có những cái khiếm khuyết trong cơ thể nhất định, khiến cho con gái nhìn thấy là đã không muốn tới gần rồi, chứ đừng có nói tới chuyện mà có thể làm vợ anh. Những cái người đó chỉ có thể làm bạn tốt theo kiểu em với anh là bạn tốt, nhưng mà anh làm ơn xích ra giùm được không, đứng xa em 3 cây số để đừng có đứng gần em. Sắp sáp vô bạn tốt kiểu gì mà suốt ngày cứ sắp sáp vô vậy, ta lấy dao ta lụi một phát cho mày chết bây giờ. Thì những người như vậy chỉ có duy nhất một cách là dùng tiền để mua cái dịch vụ thôi. Mà thật ra tôi nói với các bạn á, dùng tiền mua cái dịch vụ đó còn tốt hơn nhiều so với những đứa nổi điên lên gặp ai hiếp đó. Thành ra đối với cái vấn đề mà hợp thức hóa nghề làm gái á, tôi ủng hộ chuyện đó. Tại sao ủng hộ? Thì thôi giải thích dài dòng á, coi như ủng hộ vậy đi, bỏ nó qua một bên đi ha. Mà ý tôi muốn nói ở đây á, là cái xã hội của mình là một xã hội rất dễ đẩy người ta vô con đường làm gái. Bởi vì ở xã hội của mình á, tiền được coi trọng quá mức. Các bạn lên báo các bạn cũng thấy, người mà giỏi á, về học thuật, về kỹ thuật hay gì thì lên báo được 1-2 bài thôi. Còn những bài khác thì rất nhiều những thứ liên quan tới khoe của. Lên báo thì suốt ngày thấy những cô gái còn quá trẻ, tuổi đời khoảng cỡ 19-20 thôi mà gia sản thì kết xù. Đi đâu cũng đi chơi bằng xe hàng tỷ. Người thì mặc những bộ áo mấy trăm triệu, tay thì xách những cái giỏ xách khoảng mấy trăm chai nước suối. Trên người thì đeo không biết là bao nhiêu vàng, kim cương, đeo khoảng cả nửa tấn kim cương vậy đó. Cuộc sống rất là thoải mái mà không thấy làm cái gì hết á, cũng không thấy học cái gì hết á. Tiền ở đâu ra vậy? Người đọc miệng người ta nói liền con nhỏ nó làm gái. Người không đọc miệng thì nói à có đại gia bao. Thì thực ra cũng chỉ là một cuộc đổi chác giữa thân xác và tiền bạc thôi. Những đứa con gái còn trẻ nhìn vô đó thì sẽ thấy sao? À đây là hình mẫu mình cần phải hướng tới nè. Con nhỏ đó nó đâu có khác gì mình, thậm chí nó còn xấu hơn mình nữa. Mà nó sao nó giàu quá vậy, tiền nó đâu ra vậy? Mà hôm bữa thì lại có một cái thằng giữa mới inbox mình nói đi cà phê với anh cho 3 triệu. Trời đi cà phê mà 3 triệu đi luôn. Mấy bữa sau, đi mấy lần cái nó nói mình bây giờ không đi cà phê nữa em ơi, đi làm anh phê, anh cho 30 triệu. Thì sao? Tới luôn. Làm gái hồi nào không hay. Xã hội của mình rất dễ đẩy con người ta vô con đường làm gái. Mà nói thiệt á, nghề làm gái nó cũng như tất cả những nghề khác, cũng phải giỏi mới làm được, cũng có những khó khăn nhất định riêng. Mà các bạn phải hiểu á, là những người mà đã bỏ tiền đi chơi gái á, đó là những người mà không bỏ tiền thì không gái nào muốn chơi hết. Thành ra những người đó phần lớn toàn là người có ngoại hình. Chưa kể có nhiều đứa thì thuộc dạng chỉ bỏ tiền đi chơi để có thể làm những cái trò mà bình thường không thể nào làm được, chẳng hạn như roi da, đèn cầy, dây xích rồi tùm lum tà la, ớn lắm, không phải giỡn đâu các bạn. Chưa kể cái nghề mà làm gái nó là một nghề cung cấp dịch vụ, cho nên nó cũng giống như những nghề khác. Hễ là dịch vụ thì chắc chắn sẽ có người đánh giá và đưa ra nhận xét. Cũng giống như ăn uống sẽ có những forum chuyên về ăn uống, về khách sạn sẽ có những forum chuyên về khách sạn, thì làm gái cũng có những forum chuyên về đánh giá những cô mà đi làm gái đó. Chẳng hạn như ở mức giá 500 ngàn thì cái cô này á, cậu chỉ cần biết thổi kèn thôi là được rồi. Nhưng ở một cái mức giá 1.000 đô, 2.000 đô thì cô đó phải vừa biết thổi kèn, cộng thời phải vừa biết beatbox, vừa thổi kèn vừa beatbox luôn, đồng thời cũng phải biết chơi đàn tranh, đánh guitar điện hay là đủ kiểu. Thành ra nó rất là mệt mỏi, không phải đơn giản đâu ha. Các bạn nữ mà có lỡ mà đi làm gái, các bạn cũng đừng nghĩ khách của mình là coi cũng được, rất ít luôn á. Đừng có tưởng tượng theo như phim Hàn Quốc, theo kiểu em là một cô gái lỡ xa chân vô vũng lầy nhơ nhớ, có một anh đẹp trai tới cứu em ra khỏi vũng lầy và đem em về, lấy em làm vợ. Chuyện đó rất là hiếm, hầu như không có.
Bởi vì thường những thằng mà đẹp trai, cao 1m8, những thằng đó nó không bao giờ nó bỏ tiền để đi chơi gái hết. Những thằng đó nó không cần phải có tiền, gái cũng tự động tới chơi nó. Thậm chí gái còn đem tiền tới để cho nó chơi nữa. Những đứa mà những đứa phải bỏ tiền ra mà để chơi gái là những đứa... Thành ra hãy chuẩn bị tinh thần trước đi nha các bạn. Và nói lại một lần nữa, tôi ủng hộ việc hợp thức hóa nghề làm gái. Lý do để clip khác giải thích cho nó dài hơn ha. Clip này dài lắm rồi. Rảnh đi coi tôi diễn hài độc thoại đi. Hứa không nói về cái nghề này đâu. Ta-da.